Thơm quá. Có cả nghệ đấy nhá. Nghệ nó dưỡng nhan ghê lắm. Bột nghệ hay là tinh bột hả? Bột nghệ ấy. Đại ơi. Cầu cứu anh Đại. Không, cầu cứu thật mà. Nó bảo Đại ơi nhìn tao làm này. May là thành công. Không sao. Quả đấy. Quả đấy ụp xuống đất là xong. Tại vì mình không muốn làm mỏng ra. Bởi vì là để cho nó có cái độ dẻo. Thế bây giờ nó mau chín, rất là dễ chín, bởi vì nó là bột nếp mà mình đã để nước cho các cái hạt bột nó nở ra ấy. Nó những cái thành phần nó đều mau chín lắm. Cái lúc này lúc lật thì có ai đang quay không? quay hết cả câu Đại ơi. Con cũng làm xong và mang về luôn. Tại vì là thành công, còn nếu không thành công, cô bảo mày xóa ngay. Không thì lật thì tớ đã biết nó long hết rồi. Nó làm này, nó kiểm tra nó long hết rồi, nó kiểm tra xong rồi. Thì trước con vào trong đầu bếp, người ta khi long rồi, nhà Thúy xóa trái một vòng, hất một phát là nó đúng chỉ luôn. Đợt đấy về cũng tập lên thế đâu. Làm đủ mỗi người nếm thì đây là món gì? Làm đây này. Món gì đây em? Dài quá. Ôi, chưa từng cho nước vội.